mười lần không? Dạ bây giờ ông bấm chưa? Chào cả nhà nhá, anh em cũng bận rộn thì cũng có thể lên đây để giao lưu mọi người cái. Và vào bảo anh em ở Đức dắt một số xe, bảo xe tít đưa ra một số xe. Thôi giải chị 10.500.000. Anh em ơi, trên này gặp nhau chào nhau tiến không? Đây, ok. Gặp cả nhà trên này tí nào. Có người xem chưa? Không. Bây giờ bác cứ vụng vụng vàng vàng này khó lắm. Ừ, mua 10.500.000 là hợp lý rồi. Lên 11 em mua 19 triệu nhà anh mà. Ừ, lâu chưa? Năm ngoái, năm rưỡi hơn năm rưỡi. 10.500.000. Chào anh em nhá. Giờ vẫn đang mua được này, anh em mang gym ra bán nhiều quá. Huy Đoàn, Lý San. Chiều em đổi xe. Ok. Hợp lý cho anh thì đâu nó cũng thế. Chiều em chưa? Vũ Minh Chú, Kiều Hà, chào Kiều Hà nhá. Chào 204 người xem. Thôi rồi, để tí anh sang bên đấy, em cứ để bên đấy tí anh sang bên đấy. Em cứ để nguyên bên đấy tí anh sang. Nguyên Tori, Thái Kiên Thu Thít, ok. Không có thì lấy 10.700.000 đi nhá. Mua cho em, anh mua cho nó xong. Có ai thích chiếc này không? Anh bán luôn chiếc này luôn. Xe Jeep, xe ngon. 11 tháng bao nhiêu em toàn mua xe nhà anh chiều, em đổi xe con lấy ít. Không, thế thì đổi đi, thế thì đổi đi em. Thế thì cứ giả em đi thì chiêu rồi. Anh mua đây, mua trên này. Ok. Rồi. Rồi nhá. Anh xin lỗi các bạn là mình anh em đang giải quyết trên xe này của mấy em Hà Nam. Chiêu em Hà Nam Phủ Lý. Các dân chơi. Bây giờ bán bao nhiêu anh em bán ra bao nhiêu? Đấy, em bảo ra 30, anh bảo bao nhiêu thì... Đấy, anh em bảo là anh em bảo... Anh bảo là 20, thôi anh xin phép anh đài mời mic anh em chào nhau tiếng này. Vâng, okay. Rồi, em xin chào tất cả các anh em nhé. Anh em tên gì nhỉ? Em tên Quang. Ok, cũng xin lỗi Quang là Quang chờ mất gần một tiếng. Vâng, em chờ gần một tiếng. Vẫn phải giao dịch một chiếc này hay là một chiếc này, hai con cái này nó hơi vướng một tí. Còn đấy ra cho anh em như anh Cường ấy, bán anh Cường rồi nhá. Bán rồi à? Không, anh Cường. Bán anh Cường như ông kia chưa mua được, anh Cường ấy đến thì ưu tiên anh Cường. Bán anh Cường 59 triệu. Ừ. Ok, ông bạn tên gì ấy? Thằng em tên Hội. Hội à? Ở chỗ nào anh em? Không, thằng em này nó ở Bắc Ninh chưa? Ở Bắc Ninh à? Okay. Thằng em đi cùng em thôi. Ok, cũng đang nghe trên đường live nhưng mà cũng anh em thông cảm là xe gym ấy thì nó vô vàn giá, nó mỗi thứ nó một giá, như con xe này vì đấy cũng đã chia sẻ con xe này anh em chia sẻ là trong ứng dụng nó chênh lệch nhau về giá giữa biển Hà Nội với biển ở tỉnh em biết rồi, cái đấy thì em biết anh rồi, anh em ấy cũng thông cảm thế, cái đấy thì em là vì, làm sao không nắm được đâu. Vì sao là mình anh cường anh đổi cho anh nhé. Thì là bây giờ anh em ra bao nhiêu? Thì là bây giờ thực ra lùi thì em chỉ lùi ít thôi, chứ anh mà lùi nhiều như thế thì em lại không ra được. Em nói thật, vì con này của nhà em máy nó 23 vừa gọi từ Bắc Ninh phi ra đấy, không bảo bán được thôi. Thôi nhưng mà để xem anh chờ đây, anh Cường anh lấy không? Anh chờ tí. Đi 29. Vâng. Tối qua đây vừa gửi cho cái ảnh. Vâng, anh chờ tí để đi à. Anh uống nước chờ tí. Bây giờ ra anh em ra bao nhiêu, thấp nhất là bao nhiêu này? Cảm ơn 400. Em chỉ lùi một ít thôi, chứ nếu mà lùi như anh thì 20 triệu. Tay rồi. 20 triệu. 20 triệu thì em chịu thật. Không bán được. Ê. Anh em gym nó lên giá như kiểu Lan đột biến hay sao ấy. Giờ đây Lan đột biến giờ mất giá đồ đi, bây giờ lên giá mất rồi. Bây giờ hết Lan đột biến nó quay sang gym đột biến. Gym đột biến. Anh em giao lưu. Ủa, thật ra anh em ở xa tít thần ấy, ông ngại quá. Phi từ Hà Nam lên đi đùa với anh bảo nể đấy, trên live thì em thử lên xem nào. Con xe biển 98 này đấy, đi từ Bắc Giang lên xuống Hà Nội ở đây vẫn cố mua nó của nể nhau quá đấy, quý hóa. Thật anh em quý lắm, tôi mình nói thật chia sẻ là quý. Nhưng mà sao mình cố gắng, đây,
Mình giả 2.500.000 anh rồi, em biết rồi. Không bao giờ ông nào mua đâu, mình mua tới tay luôn, ra hết thuốc luôn. Còn này anh về còn phải làm lại nhiều, còn dọn nhiều chứ. À không, nhưng mà nó là nó đồ nó thật. Thật thì cũng phải dọn, cũng phải làm. Ờ, thì phải làm. Cũng phải ấy như thế nào ấy, phải bỏ đi. Ờ. Thế nhưng mà mỗi nguyên thế mà bán được. Mỗi cái nó một cái vẻ. Cái này kể cả da máy của nó vẫn còn ngon. Bị khách chồng khách à? Không, không phải khách chồng khách, bán anh Cường, mình chưa không nhận. Phải. Có điện cho ai? Thằng Long đi từ Bắc Ninh đi xuống. Bán anh thằng Long mới là sai, bán anh Cường rồi. Anh Cường lấy lên, anh Cường lấy thôi. Đấy, anh Cường ấy đến thì đầu thì anh mới đổi cái xe này thì khấu hao cho anh bao nhiêu? Thôi có đổi anh không lấy thì lấy, không lấy con này thì lấy con kia thôi. Để bán anh 59 triệu. Anh Cường em để cho anh 59 triệu con này nhá. Anh lấy thì lấy. Anh nghiên cứu kỹ nhá, chốt phát là chốt luôn đấy, không thay đổi nhá. Anh xin lỗi mọi người. Anh ok không? Anh xem kỹ chưa? Anh lấy nhá, anh lấy thì lấy thôi, đổi ra sang tay anh này. Tại vì là anh đã bảo Long rồi, Long là chưa cọc chưa ấy được. Em hỏi anh ấy, anh ấy bảo là... Bán anh Cường đầu tiên mà. Dạ. Bây giờ phải cọc cơ mới ấy được. Mà thấy dạo. Xin lỗi các bạn, có một con gym 59 triệu, anh em hai anh em đang... 59, 60 triệu. Ờ, một người hai người, một anh ở Bắc Ninh, một anh ở ngay Nhổn. Thôi, anh thông cảm nhá. Không, bởi vì là đôi 60 đóng cọc rồi. Không, anh phải cọc, anh thông cảm giúp em. Tại vì đặt trước anh em anh đến thì trước rồi. Không có nào ngon nữa. Ngon thì chỉ có con đấy thôi. Bây giờ anh ơi, có một chiếc em. Có một chiếc thì nhưng mà giờ bây giờ chưa mua được. Phải đặt đấy, ông Cường này ông đặt một con, đáng nhẽ đặt con 60 triệu. Con xe đấy biển 34 chạy vạn mốt. Đấy. Em đang liên hệ, nếu mà được thì anh em gửi về tận nơi cho anh. Đấy, anh Cường này là ông đã lấy con này của em rồi này, nhưng mà hôm em có like đấy là lấy con này là anh cũng bảo muốn đổi con đẹp hơn. Đấy con này anh lấy tặng con này đi. Ừ, đẹp. Anh để đây nhá. Có con sắc tí. Đặc sắc. Anh thông cảm, bởi vì anh đã làm nữa em phải cọc. Một phát này phải cọc ngay chứ anh đến trực tiếp thì lại không bằng nữa. Cọc thì bây giờ ông bảo là tí ông trả lời tôi, phải phương tiện tay đi, ba anh em đi xa luôn thì không. Được cái gì mang lại xe lại để trả đây. Đấy. Ra là lấy luôn chứ không là gì. Cọc gì ông bảo là tí ông có tiền trả giá thì đang trả 60 thì ông bảo là. Chính vì cái lúc là tí trả lời đây này em. Tí ông trả lời thì mới biết. Vâng. Ông bảo ngả giá bảo 60 thì tôi đóng cọc ngay, tôi bảo là tôi chuyển cọc luôn. Vâng. Anh em nói chuyện. Lúc đấy Long báo em là để chuyển cọc em bảo dừng lại đi, bởi vì cái xe anh điện anh Cường rồi. Điện đâu? Tại vì nhìn xe thì phải ra nơi lấy thì ra lấy luôn. Đấy thì đấy chính. Đọc thì cũng là ông chỉ bảo là cái giá thì ông bảo là 62 thì bảo là ông bảo 60 đi, 60 cho đẹp. Thì ông bảo là để. Hay là lấy cho anh này cái con hôm qua. Con nào? Cái con mà chiều qua anh em mình. À có con này, nó hiện tại anh đang bán 44 triệu. Đấy em cho ảnh. Lên xe này. Con này thôi nhá, cho anh xem. Rồi. Đấy cho hòa tiếp này. Đó thì bây giờ sốt mà lớn cả lan đột biến. Sốt thật chứ. Lần này nó sốt là sốt hàng đẹp. Sốt toàn hàng kê. Sốt hàng đẹp thế. Kê phòng khách nhưng mấy con này không thể kê phòng khách được. Xe này xe làm ăn. Đấy anh em vừa tiền. Thôi nói vui anh em. Con này máy chất. Ừ máy chất. Máy được. Già máy già liếc vẫn nguyên. Thôi bây giờ đó nhanh anh em. Mình đặt giữ con này không bằng con này đâu. Chia sẻ. Con này không bằng con này ạ. Không bằng. Chẳng qua con này đồ không chưa thay thôi em nói, nhưng còn nhìn xe con này làm sao mà nó. Nếu mà nói về nhìn ảnh con này thì đẹp hơn con này. Nhưng mà nó độ đẹp. Độ máy con này không bao giờ chất bằng máy con này được. Em khẳng định với anh luôn. Nghe từ máy con này làm sao mà chắc mà nó êm như con này. Con này 209 một con 23. Con này êm như con thêm. Ông vòng sang bên kia. Ông hất lại cho con. Con này đăng ký 2010, đầu 2010. Bô 2543 bô Thái. Ok, cảm ơn 695 người đang xem nhá. Nguyễn Hải Đăng. Vâng nào mà ở Đỗ Mạnh Dũng. Nhìn Thái 93 còn zin mua lại được bao nhiêu? Ok, anh còn zin nhá. Anh em lưu ý biển Hà Nội nhá, biển ngoài tỉnh nhớ gửi ảnh cho anh em lên đây. Mua rồi căng quá. Múc vào căng quá, về bán thì không bán được. Ăn được để chơi. Con này máy nguyên. Con này máy nguyên thật. Con này máy rắn 2209. Theo mình thôi, mua 21 triệu cũng được thôi. 21 triệu thì thua rồi. Thua chắc chắn phải thua hơn con này. Thua chắc chắn là thua. Con này nhìn nó ghẻ ghẻ đấy nhá, mình nhưng mà nó chất lượng nó không đùa đâu. Nhưng mà con này máy không chắc bằng con này được. Con này anh em bô 2543, con này anh em chơi nó là bô theo xe. Đây này. Con
này, theo xe thì đơn giản thôi, mô theo xe có gì khó đâu anh. Không, kể cả em bỏ cái mô này ra lắp con mô nguyên của nó vào. Bởi vì hai là con này vành bánh tầm nan đây anh em, không phải mình mua rồi mà mình khen. Anh em mình thẩm là hai con xe đây, nhìn cái pha này. Nhìn cái pha này. Nó khác đấy. Xe nó khác đấy. Này, nhìn cái mặt này. Nhìn cái mặt này. Nó khác đấy. Thì cái mặt này vẫn là mặt nguyên của nó mà. Không, nó bạc hơn. Này. À, nó bạc thì đương nhiên rồi. Nó bạc nó là tuổi xe, nó liên quan đến tuổi xe. Chúng cái đồ vỏ ngoài nó không đấy, quan trọng. Anh em cũng bảo là vẫn vừa thẩm định. Đồ này đang rất là căng. Nó, đấy. Nó vỏ ngoài nó không quan trọng. Đấy thôi anh em vui vẻ. Quan trọng được thì là cái máy thôi. Bán được thì anh em gặp nhau mà không bán được thì rồi em thì em muốn bán thì em đi quê lên. Ừ. Phải muốn bán chứ em phải. Ừ. Muốn đi lên để mà cho nó mệt người đâu. Ừ. Của anh là 8,5 triệu con Dylan, có một con Dylan nhá, nó là đẳng cấp luôn, mua có 8,5 thôi. Lâu lắm mới mua con Dylan chất thế này. Thôi rồi nếu mà không được nữa thì anh em chắc là không vui vẻ nhỉ. Bán được thôi, vui vẻ, vui vẻ thôi anh em, mình vui vẻ. Ừ. Có gì đâu. Ừ. Rồi, con nào có con nào khác thì lại hợp tác sau. Ừ, vậy. Ừ, con nào khác thì hợp tác. Vâng. Nhưng mà gửi anh cái máy. Ừ, nhưng mà còn xa không? Còn xa giữa 21 với 30 thì còn xa nhau lắm nhỉ. À, vâng. Liệu có lên xuống một tí nữa được không? Nói chung em thì xuống cho anh vài triệu thôi chứ xuống nhiều quá. Có gì Hoa nhắn cho anh nhá. Xuống cho anh xuống được 2-3 triệu thì xuống đi tận đi sâu quá thế. Thì nó phí cái xe này đi thôi. Máy nó nguyên cái máy chất này. Có cái bô thì bô này bô xịn. Thôi nó tóm lại 22 triệu. Cái bô này anh phải gần 2 triệu thôi. Gửi cái bô hay là mua 22 triệu. Dạ, không được đâu. Để lúc nào em có. Ừ, lúc nào anh em lúc nào con gì khác. Vâng. Anh em lấy số đi. Anh Thiệp ơi. Rảnh chưa? Anh lấy số của anh ấy, nếu mà có ai mà thích cái xe này của anh ấy R209 biển 90 thì được kết nối với anh. Xe này anh được cái máy nguyên nhưng mình đang trả 22 triệu nha, vẻ căng quá. Thôi mình ăn con này. Ông em ra đây anh phỏng vấn đi. Đây chủ xe Dream này 2013 đây. Em ơi chính chủ đây em đúng không? Chính chủ là ông bên cạnh nhà. Ông bên cạnh nhà đúng không? Đây em chào mọi người, em tên chào gì? Chào mọi người nhá. Em bỏ khẩu trang cho anh em. Em tên là Yên. Ơi không cần. Yên đúng không? Vâng. Ừ, Yên. Xe này nếu mà anh mà bán thì anh nhớ xin số điện thoại, khi nào em có tiền em lại nhờ anh mua lại. Rồi. Em cũng quý đó, anh thấy qua trao đổi anh em quý nhở, ông nào anh em đến là 30, con nào cũng 30 triệu này, không thể vào việc được. Thôi anh em vui vẻ nhá, không cảm nhá, ở đây số nhá, anh em anh cảm ơn nhá, về nhá. Đấy không gặp nhau được, cố lắm chứ không gặp nhau được. Nhưng mà mình bảo là thấp nhất là khoảng bao nhiêu để bán để anh em mình giao tính rồi. Em chỉ nói thật là thấp nhất thì 27 năm để bán. 27 không được, không thể vào được. Yên đúng không? Vâng. Em là Yên. Ok, Yên bán chiếc xe này là em mua được lâu chưa? Em mua được nửa năm rồi. Không, quay vòng cho con đi. 5 tháng. Mua xong mua được 5 tháng, anh tưởng mua mấy năm nhưng mua 5 tháng à? Anh em mua buôn xe à? Không, buôn bán gì, mua đi ở dạo này tí tiền thì phải bán. Bán đi tiếc lắm. Tiếc. Ghẻ hết này vẫn tiếc à? Anh em xe. Bán tiếc. Thế này được cái máy ngon nhá, máy nguyên nhá. Máy jack lịch, đi yên tâm. Cảm ơn 821 nghìn vẫn đang xem nhá. Cảm ơn Nguyễn Dũng, SH1. À, lát thì chắc là mình sẽ trả lời từng người một. Con này máy nguyên không? Quay đầu bò cho con này, có ai thích con này không? Có Yên không này? Đầu bò nguyên nhá, đây vành bánh tâm nan còn vàng, con này bị đứt cái dây công tơ rồi. Nhưng cái là vành bánh tâm nan, con xe này đi đường Bắc Giang nhá. Độ đất nó hơi xấu. Ra con ra điện vẫn zin, tem zin nhưng mà cái này phải dán một miếng tem này, phải dán miếng tem nhôm. Máy vẫn nổ từ nãy giờ. Đây này, ông quay vòng đây. Vành bánh tâm nan con này là nó đất đỏ ba gian gì ấy. Những cái là đất đỏ này thôi nhưng mà không sao cả đâu. Anh em bây giờ nó có chất tẩy tẩy bay hết cái này luôn. Cái này bị xùi một tí chỗ này nhá. Đời 2013. Khung sườn thì quá tuyệt vời luôn. Khung sườn được đúng không? Quá tuyệt vời. Anh em kia cứ khen con của anh em nhưng nó thật ra nó là 209. Tất nhiên là thôi, mỗi cái nó có nét đẹp riêng. Con này chìa khóa là hơi khó nhấc ra nhấc vào đúng không? Vâng. Con này khó nhấc quá. Đấy này tí cho CR B7 vào. Được cái con này khung sườn ngon. Đúng không? Tay đủ chắc chắn. Ừ. Thôi chú không luôn. Chú cứ giả rẻ thôi mua. Yên ơi, con này em để cho anh bao tiền đấy?
Đầu tiên là em nó vẫn cứ phải ngoài 30 đúng không? Hai anh em cũng giận dỗi nhau từ phải gần một tiếng mới xong nó. Con này em để cho anh là chính thức là 225. 22.500. Đấy, đầu tiên anh phải thuyết phục mãi đúng không? Gần như em bỏ về rồi lại quay lại để bán cho anh. Thế đó là câu chuyện lịch sự đúng không? À. Anh vẫn mua bán rất lịch sự đúng không em? Đấy, xong là xuống mình giả 20 trong nhích mãi nhưng mãi cuối cùng là 22.225. Đấy, cụ này vẫn đang 27 mà con xe không bằng con này. Đúng không? Nhưng mà thôi, cái câu chuyện đấy là câu chuyện của... Từ nhà hôm nay là tính vào là 100 cây. 100 cây? 100 cây. Đánh như đó 100 cây rất là nể nhau nhá. Từ nhà lên thành phố Thái Nguyên là 30 cây. Ừ. Mà từ Thái Nguyên hôm nay là 73 cây. 100 cây, bây giờ lại đi về 100 cây. 100 cây. Đấy. Anh rất là nể em, rất là quý em ấy. Thì anh mới mộ của em ấy. Vâng. Đấy là thôi, cái đấy là cũng rất là cảm ơn tình cảm của em. Dành cho anh em nhá. Cảm ơn em đã để cho anh chiếc xe máy móc được. Được không? Chuẩn. Con này đi tầm 5-7 năm không hỏng. Năm bảy năm em chạy từ trên đến đường xe chắc lịch, vẫn chắc lịch đấy, chủ lịch. Xe đấy lịch lắm nhưng mà phải chia tay em. Tiếc lắm nhưng phải chia tay em. Ok em anh cho xe cho nhân viên đưa em ra bến xe buýt nhá. Đức ơi em lấy một chiếc xe đưa cho bạn ấy ra bến xe buýt để bạn ấy về quê hương Vải Thiều Bắc Giang lúc hạn. Thế ra mà đang bảo là đầu tiên mà đến mà làm mấy tùm vải thì các anh em mua thêm 1-2 triệu nữa. Vâng. 60 không bán, 60 không bán nhé. Anh em rất vô tư. Đang cho. Rồi ok, tình cảm ok, em bán cho anh nhé. Bảo anh em biết mở đơn là 585. Ok, viết 585. Mẹ vào bảo viết 585 cho con. Anh vào nhá. Đó là tình cảm. Ở đây có ai lấy thích chiếc này không? Khách à, ok khách. Mở cửa đây. Ok, xin lỗi cho các đại ca xuống. Để ô tô lên đầu chùa để nhá. Chỗ này tắt rồi. Kiên nhỉ? Ờ, xin chào. Chào anh nhá, anh em ở đâu đấy? Này rất nhiều rồi. Anh em... anh em có thích chiếc này không? Mình mua là 22.500 ấy, đời 2013. Xe này rút được sâu thoải mái nhá. Mình cộng chiếc này 3 triệu nhá. Xe của nó máy nguyên, con này về phải làm mất... thay một mảnh tem này. Hay cái dây công tơ mét chấm mấy cái nhũ vào đây mới tẩy qua cái sumo mấy cái này, tẩy qua mấy cái này, anh em thích tẩy không còn tẩy thôi, anh em nhu cầu dọn. Ông quay con biển 98B165127. Ui giời, xe hai anh em giận dỗi mãi mới bán cho xe này. Anh em là tình cảm đấy, 60 triệu không bán thì bán 585 đấy. Đôi khi cuộc sống là thế, đôi khi tiền không phải là tất cả đâu. Cảm ơn 832 23 người đang xem nhá. Ok, chào Quang Tuấn nhá. Văn Đình Huỳnh, kịch kim không? Kịch kim rồi. À đây mình vừa về đây một chiếc, mình giới thiệu anh em đây một chiếc xe lít này. Xe lít vừa mua nên một bạn nhá. Một con tim Thái này, một con tim Việt này. Tim Việt là đổi cho anh Cường vừa rồi là bán anh Cường ấy. Bây giờ anh Cường anh chọn một con xe 60 triệu đẹp hơn. Thì anh để lại con xe này. Con này đời 2011 quá đẹp luôn. Đây nhá, một con đai lần này. Một con đai lần. Ai thích hoài cổ nhưng mà nói ra con này nó có đặc biệt, nó là quá chất luôn. Một con Jeep này, con ra lớp. Đấy, quay con xe đai lần này, lâu lắm mới mua, con kiếm một xe đai lần đẹp thế. Ai mà thích hoài cổ con này mới con đẳng cấp này. Không quay vòng cho con. Em nó sinh ra từ thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Mình nó thích quá, mình nhìn thích quá, mình mua. Đây. Con này máy đẹp lắm, ôi giời, ôi đồ bùa. Hớt máy này, này.
Ông xoay gần vào đây này, nhìn đường nước này nguyên hết nhá. Con này máy chưa hạ nhá, máy nguyên luôn. Đây lần máy nguyên nhá, như kiểu SH luôn đấy. Đấy máy vẫn nổ đấy. Hai Đức ơi, em gọi Đức không? Nó điếc không phải? Bảo nó ra đây. Chưa làm xong nữa. Nhiều lúc anh em có một cậu hơi bị điếc một tí nên hô hào kinh phết đây này. Con này máy nó khốc liệt luôn. Đẹp. Máy tiếng nổ. Con này động cơ KF. Đây lần 150. Con này mình mua hợp lý quá, mua có 8 triệu rưỡi. Anh em nhìn con đai lần này, nó đẳng cấp luôn, thật sự này. Sơn này, sơn trên này zin này. Sơn tỉa ví chỗ này thôi này. Sơn zin rất nhiều. Vỏ yên vẫn zin nhá. Tay nắm zin này. Kinh khủng. Xe này có cái đồ sần thì có tỉa một tí. Đôi cạnh này tỉa một tí này. Máy vẫn nổ đấy. Giời ơi, đai lần nó ra đai lần. Nhìn sướng lắm. Đây ông quay còn cái thùng nó. Sửa. Này. Ai mà thích con này mình mua có mấy triệu thôi anh em, cho chơi thoải mái, đi phố xá, đi chở vợ con đi chơi. Đặc biệt mấy anh em trong miền Nam là ngày xưa một thời đi lần đấy, đi lần này tán gái được ngay. Mà bây giờ mình mua có 8,5 triệu, máy ngon, thích quá. 16L6, ông quay vòng 1287, xe đẳng cấp chất luôn nhá. Đây lên. Con xe này mình mua là mua tình thương mến thương em mua em có 8,5 triệu thôi, nhưng con này mình phải cộng 3 triệu. Cũng chia sẻ với các đại ca là con này nó quá đẹp. Thật ra loại xe đai lần mà nát không nói chuyện, cho không làm lấy. Đai lần này chạy thoải mái luôn nhá, đường nước cứ còn nguyên, cơ cũng chưa hạ một tí nào luôn, xe nguyên bản. Đây tem với tem zin nhá, cái đoạn này sơn này của nó chỉ tắc tỉa một tí thôi nhưng mà vẫn zin kinh khủng. Đây là các gần này, kinh khủng luôn. À, tìm mít tiền à, ok mua luôn. Đây này, cái này nó vàng này mà. 11,5 triệu con này nhá. Đây lần, rất là rẻ tiền. Cho các đại gia đi chơi nhá. Mấy em đặc biệt, mấy em trong miền Nam là rất là ruộng cái dòng này. Được thì mình ship vào tận cả Cà Mau cho anh em luôn. Hôm nay vừa ship một chiếc xe vào tận Phú Quốc luôn. Dương Tim City, ok. Ok, anh cài mic cho em nói chuyện. Ok. Đây là Đại Dương nhá, tên em nó là Dương Tim. Dân chơi. Màu bạc ác nhỉ? Màu đỏ. Màu đỏ. Trông kiểu vá kiểu bớt. Được đấy, dân chơi ấy nhỉ? Vâng, dân chơi. Bao tiền con CCT này? CCT đặt lên để cho anh chuẩn 11 năm. Nó là em nó là CCT 100 một thời để nhớ đúng không? Đấy, CCT 100 này. Nâng. Đã nâng lên Tim Thái. Con này không phải GT. Con này là con Tech. À Tech à. Ok anh xin cái này, anh xin mít. Wow. Anh Cường ơi, phỏng vấn anh tí con Jim này. À thôi à. Ok. Vâng, cảm ơn anh nhá. Đại gia nhá. Đại gia anh Cường ở khu vực Nhổn, Cầu Diễn. Đấy. Gần 6 xoài con Jim Việt Nam này. Chống hết cuộc đời luôn. Ui đấy, bốc này. Anh đi cẩn thận nhá. Anh để vòng khách cho em nhá. đại gia không lên sóng. Không lên sóng. City nó mới có màu đỏ chứ anh. Đấy, nhiều lúc đại gia toàn ở phía sau. Rất nhiều nhá. Anh ơi, City mới có màu đỏ chứ. Đăng ký mình đề đỏ. Không, con này nó là con xe này nó là Tech. À, vâng. Con này là Tech cốp nổi, nếu mà thời xưa thời năm 91 92. Năm xe này sản xuất năm 92. Vâng. Xe này Tech, nó là tên nó Tech cốp nổi, bởi vì ngày trước anh buôn anh biết mà. Cái dòng vâng. Này cốp súp Super Tech này nó cốp nổi trong đầu. À, vâng. Chứ không phải là City. Tên em là Tech. Tech. Bởi vì đầu máy N N mà. Vâng. CT nó kia là CT. Đấy, à, CT 100 đấy. Đấy. Và thật ra với anh em là mình buôn xe đấy từ cái năm 96-97 cơ. Đấy có Dương biết. Lâu này. Rồi thế thời đấy em không biết. Dương này vẫn là học trò. Học trò đấy. Mình đào tạo ra. Đấy. Học trò. Đấy là học trò. Con này rồi đấy. Bao tiền đấy Dương ơi? 11 năm anh ơi. 11 năm. Con này CT nhập Indo nhá. Hát đâu em? Vương bắn sạch sẽ. Đăng ký đề màu đỏ đúng không? Đăng ký đề màu đỏ anh ạ. Sợ con này hơi căng đấy em ạ. Anh sợ căng rồi. Giật lên nhiều tiền đấy anh ạ. Giật lên nhiều thứ quá. Bồ vèo ra 1,000,000 rồi. Ốc quay vào vòng cho con xem. Được cái con này nó giật lên nó điệu.
Xe này dành cho người lười. Dương ơi, con này dưới chục được không? Chục thì không vào việc anh ạ. Tầm khoảng 95 cái. Không được anh ạ. 9,5 triệu. Con này dành cho những người lười. Con này chắc là đọc để anh lấy thôi chứ còn sẽ ít tiền. Mà ít cả tiền. Xa đấy không vào việc được. Cảm ơn 845 người đang xem nhá. Ui, 845 người cả một hội trường đang xem đấy. Vâng, đang xem. Đợt đi mua được cái hàng rẻ tiền 2543, 2543 còn mới nhờ. Con này nó là tên nó là Supertech của Nhật Indo nhá. Nó cùng cái đời của xe Win. Win Indo. Đấy. Ừ. Yên này dạ, yên vào rồi. Dương ơi, con này bố trí đi. Bố cho anh 500. Là bao nhiêu? 11 triệu. Không mua được. Tóm lại là 10 triệu. 10 triệu, không vào việc. Cho vào việc chốt mẹ đi, con này nó Supertech chứ không phải City đâu. Không vào việc anh ạ. Cho nó tách. Tách không nổi, Supertech. Nhưng mà không ảnh hưởng gì cả. Ít tiền, vâng. Ít tiền. Cho những anh em nào lười trải nghiệm, ít tiền trải nghiệm gym. Gym. Đấy. Biển 3 số một thời để nhớ đúng không? Thời gian khó. Ngày đấy con này thì nó rẻ hơn Tim Thái một tí. Vâng. Không được cái là anh em nó làm sạch sẽ hết lên rồi. Thì mới có cái giá này anh ạ. Còn nếu mà để mà bây giờ giật một con gym mất 5-7 triệu gọi là tươm tươm. Đang nguyên thôi. Đang nguyên, ok, cảm ơn Đang Nguyên nhá. Đi ngát, ok. Anh nghe đây. Đây lần giá sao? Đây lần là 11 triệu 5... Anh gửi ảnh cho em đấy. 11 triệu 500 nhá, bạn Công Đức ơi. Chút. Anh em chốt và chia sẻ nhá, xe nó đẳng cấp luôn, hiếm có khi con Dylan nó đẹp như thế. Anh đang bận, theo dõi anh đang giá em nhá. Dương ơi, chốt đi nhanh anh em, khẩn trương, chỉ bị anh không làm video tiếp. Đấy em để cho anh 11 triệu. Không mua được, 10 triệu thôi cưa đôi nhá, chốt này 10 triệu 500. Rồi, ok. Chốt này 10 triệu 500. Bán cho anh em những cái xe như này về trải nghiệm. Trải nghiệm, không quay gần chứ không vòng, quay gần thật gần, ấy mới cảm nhận, ngấm. Trông hay thế đấy anh ạ. Em vào với tôi bán đi. Vâng. Đây nhá. Đây, dân chơi này, đỏ nhá. Công an không mệt đâu. Ừ rồi. Hiếm mới nhá. Đây mặt bàn thờ đẹp không? Mặt bàn thờ màu bạc nhá, bạc nhũ bạc mới. Con này nâng mới nhá. Con này nâng hết 11 triệu, chưa phải nói cần xác xe. Đây này. Bạc này, pha thái này. Màu bạc nhũ bạc nhá, đẹp chưa? Lốp mới nhá, được chưa? Đây quay vòng đi. Xe dành các dân chơi đây. Đây, giật mới tinh rồi này. Đầu bò mốc gì, ui sửa cái đầu bò. Xe này xe của Indo nhá, như kiểu xe Win đấy. Nếu mà ai mà một thời để nhớ cái dòng này là cái xe Atech đỏ, tên nó là Atech. Ngày đấy nó rẻ hơn Tim Thái một tí, nhưng mà dòng này nó là máy nó bền, nó là vô địch luôn. Tại vì nó dòng tech của nó bền lắm. Nó thì nó sẽ không sang bằng Tim Thái nhưng mà nó thật nó bền. Nhưng bây giờ con này nó vô cùng cá tính đấy. Xe này dành cho mấy bác lười nhá, như lười như mình. Không làm mà còn vẫn phát quan. Đấy, lười như mình luôn. Tại vì mình không làm, bây giờ bớ đất lọt cỏ mà mua con xe về trong mông má lên cơ mà chết luôn. Còn là cái khóa yên nó đang vào cái cửa. À đây, phải đúng cái cửa nó mới được. Đây, ông quay mặt mình sang. Con này đây, cũng là xe sơn giặt lại hết rồi nhá. Tai tủ chắc chắn. Mình mua 10 triệu 500 rồi nhá. Cộng 22,5 triệu con này. Sởi ôi, nó thật ra nói rồi, nó là cái cơ hội. Chỉ có đây mới mua được thôi. Con này được bô 2543, nó 1,3 triệu một cái bô rồi. 1,3 triệu một cái bô, 2543. Anh em chỉ việc xơi thôi, không phải làm gì nhá. Ok, cảm ơn 883 người đang xem nhá. Ông quay cho con xe này. Xe Jeep, con này của khách đúng không? Em đẩy lên đây cho anh. Xe Jeep vừa mua lúc đầu like nhá. Mình mua con này là 11 triệu này. Đấy. Đời 2017. Em nó sản xuất năm 2017. Biển 29X5 này, mình mua có 11 triệu thôi. Đây, năm sản xuất 2017 nhá. Máy chất con này máy đẹp này. Jeep nhá, 2017 rất là rẻ. Giá giờ không mua được đâu, ra thị trường ngoài không mua đâu.
con này ngon nhờ, ác đấy, con này chả làm gì. Đây chỗ này bị xước một tí chỗ này này, ông quay chỗ này, xước một tí chỗ này, sờn tí chỗ này đấy. Đấy máy đẹp nhá, máy ngon, con này đề khả năng gang thì hết xăng ấy. Mình thấy nó báo nó hết xăng, đề gang thì nó hơi không nó không được chắc lắm, nó phải tì gang thi, con này phải bảo dưỡng qua cái chế. Nhưng máy móc mình nghe tiếng nổ là chất rồi, vỏ yên cứ còn zin này, còn đẹp đấy, đẹp lắm. Xe này ai mua cho vợ cho con đi chơi thì mời nhá, được ngon lành. Thôi từ từ, tôi đang nhiều, đang bán ra đấy. Được, con này mình nhập 11 triệu nhá. Anh em cậu con này 2,5 triệu. 29X5 45648. Đấy, có ai chốt được chốt luôn. Anh em nhớ chia sẻ bài hộ giúp cái nhá, đó tít. Cảm ơn 784 người đang xem. Đây lần chốt 10 củ. Bạn Đông Hải. Anh Đông Hải ơi, bạn Đông Hải ơi, xe đây lần phải 2 năm nay mới mua được con xe đây lần thế. Nó phải có duyên mới mua được nhá. Bạn Đông Hải ạ. Tiến Dung ạ. Phúc Đức ơi, con đây lần mình bán là 11,5 triệu nhá. Em ơi, xe đâu? Đâu hai xe nào để anh kiểm tra nào. Ôi không quay ông em nhá, ông em có một anh em không muốn quay. Em cứ đứng ở đây, ông không quay em là được, ông nhá. Anh em thợ là không muốn quay. Em ơi đứng gần đây. Anh lấy cái con nào chưa? Vừa một trong có con anh vừa mua đấy. Có con tối hôm qua vừa mua của cái anh Hưng cầu giấy này này. Nó vừa cho đi sang bên kia để khỏi tính. Con đấy mình một con đen anh vừa mua xong. Biển Hà Nội một con đen vừa mua xong. À bỏ đen thì sao? Hình như hắn ấy không bán cho mình. Nguyên chứ. Con này à? Con này con Diên Việt này 5 năm nữa vẫn nguyên. À biển xấu thì 5 triệu đây là hết xấu. 5 triệu hết xấu. Xe này xin lỗi các bạn là mình đang xem một E21 2014 màu đen. Em ơi, không quay nhá. Ông quay xe SH đây. Con này em thấy chìa khóa nó không còn. À, không, chìa khóa to không còn. Chìa khóa to không còn. Ông quay cho con xe gym này cái. Ông quay cho con xe gym này con bán rồi. Anh em thấy chưa? Không quay. Bên này. Đây bán rồi à? Chưa bán. Ông quay đi, anh chưa bán. Có lẽ đắt đấy, không đơn giản đâu. Con này tháng 2, con này bao tiền? Qua anh báo đúng không? Qua là báo mạnh là bao tiền nhỉ? Đâu có báo, em bảo anh 83 triệu, à 80 triệu. Ừ không, anh bảo 80 thôi, bảo 80 là 80 chứ. Con này bao tiền? Không mua được, con này thấy nó mất chìa khóa, xe khó chín chuồng. Không nhưng mà xe không chìa khóa to. Con này không chìa khóa to. Con này hôm báo là em là 80 triệu mà. Thế là các bạn, ông quay vào vòng cái xe gym này cho con. Ông cứ quay hết cho con. Đấy để mọi người cả cảm nhận. Một nghìn cây mà. Nghìn tám. Đấy em, anh bảo em là 80 triệu đấy, mua 80 triệu thôi. Mua 80 mua gì? Anh bảo em, anh biết rồi, con này mới 82. 80 triệu anh bảo em 80 triệu mà. Thôi anh em thủ tục nhanh đi, anh lại còn tiếp tục like bao nhiêu người này. Đang chờ anh không làm việc một người đâu. Đấy anh báo 80 anh mua em 80 triệu. Nếu còn này thêm nữa thì bỏ qua. Con này chắc thôi. Đấy bạn, con này chắc thôi. Này sai nhau quá thôi. Ừ, em bán 80 triệu thì anh mua. Không mua được. Đem 1 triệu. Không,
mua em bảo anh 80 triệu anh mua em 80 triệu chứ em vào đi. Không, anh bảo thế mà mua 80 triệu đấy rồi, mua hết giá rồi. Thế bình thường 75 76 triệu mua 80 triệu là cao rồi. Ở trong Đà Nẵng nhận ra em ở trên live viện cho anh chốt luôn. Còn Đà Nẵng chốt thì đúng rồi, đang ở Đà Nẵng đúng rồi, hết giá rồi không mua được. 80 triệu là cao em ơi, màu đỏ em báo là anh mua ngay phải chứ, em thích cho mới 1.000 cây em ơi. 80 triệu hết thuốc rồi, mua này 80 triệu nhá. Ừ rồi. Ừ, trước bán cho anh Cường là con này 31 triệu, mình vẫn bán ra 31 triệu nhá. Con xe này 2011 nó là hết nước chấm luôn, con này của nó cũng hết nước chấm này, 1.000 cây, vừa mua 80 triệu đấy. Đây, em tắt con này ra, chưa, con này chưa xong, cứ để nguyên đã xong đâu, thích chắc, thằng này nó thích chắc à. Em tắt con này ra để anh lùi con xe này ra, anh em cho anh em ai thích con này. Con team anh em tí chờ sau nhá. Đây con xe này mình vừa mua 80 triệu này. Đấy hôm qua anh em đò đưa mãi đấy, về nhà khách mua. Xe 1.000 mấy trăm cây này. Em ơi lấy chìa khóa xe này cái. 1.800 cây. Bản 125 CBS. Xe mới không có gì để chê. Đây vừa mua này, ly lông dán kín. Ông quay vào cho con đi. Ông ơi. Quay nhanh thoáng lên con. Đây nhá. Xe này đúng km nhá, biển 29G2, G2 là bạn biết đi nào chưa? Chìa khóa lấy chìa khóa nhanh thật chưa? 1.800 cây. Nhanh. Bản này bản 2022 nhá. Ừ. 1.877 cây, đừng hỏi tại sao xe này bán, mình bán xe mới chứ không bán xe cũ. Có ai thích thì không, hộ khẩu Hà Nội các thứ, đây đôi gương còn nguyên đấy, ông quay lên. Đôi gương nguyên này vẫn còn nguyên nhá. Toàn bộ hộp cốp đồ ngon lành. Đấy, mình gọi là xe lướt mới. G2 này như biết mới. Chìa khóa là hai cái chìa khóa kiểu đời mới, nhưng chìa khóa nó có hai nút này. Đây, chìa khóa 2 nút. Nhập vào 80 triệu nhá. Con này anh em tình thương mến thương cộng 2 triệu rưỡi thôi, rất là hợp lý. Mình mua cả Jeep à? À? Jeep thì mua. Không, em phải Jeep đẹp cơ. Jeep nát không, đời thấp không mua. 23 nhưng xe đẹp lắm. Không, phải đẹp nữa. 82 triệu 500 con này nhá. Đừng hỏi tại sao, xe mới rồi. Đây, chỗ này thì gọi là thôi, cái chỗ này nó bẩn một tí thôi nè. Để cái nồi cái xoong này lên, để cái gì, để nhà ngồi lên. Mới tinh nhá, xe mới tinh luôn. Mới tinh xương. Đây có con xe. Cảm ơn 821.000 đang xem nhá. Lê Hải Long. Biển năm sinh 2013 luôn. Đúng rồi. Em phải cho ở đây, chưa like. Ừ, lắp vào đây. Em phải dắt con này cho anh. Ai nó chỉ thích dắt thôi. Thông cảm. Đồ em nó nghe nó không rõ. Ồ, ông em rất vất vả ông em. Đây con xe này là đây bản 2011 nhá, mà em biết là năm nay đi 12 năm 11 năm mà nó mới như này thì nó... Đây được 22 chiếc xuống. Ông quay vòng cái con đấy máy vẫn nổ kinh khủng luôn. Xe khổ. Ui giời ơi, xe ơi là xe. Con này mình không dám lên live, nhưng hôm mua về phát là để luôn lên Cường. Con xe vừa rồi mình bán 59 triệu không kịp lên live luôn. Đây. Đây nhá. Máy nó này, ui trắng phau luôn này. Con này hôm vừa rồi mình mua nó có rôm lên mấy nốt đi nhá, nhưng mình cho anh em nó chấm sơn này. Đây sơn đây dưới zin nhá, nó 1-2 nốt chấm, mình cho anh em nó chấm. Tem mác còn nguyên bản đây. Chụp gật còn mới đét luôn. Con này mình bán ra là 31 triệu nhá. Xe chạy 3/3 chính xác luôn, biển Hà Nội nhá. Nếu lúc anh em lưu ý là hơn 30 là toàn bộ phải biển Hà Nội. Mà xe phải đại chất mới được. Xe là quá đẹp mới được nhá. Còn xe bình thường thì nhiều lúc anh em đi xa vất vả. Đấy.
31 triệu trước này nhé, ông quay con cái mặt mặt bàn này. Đấy. Xe này anh em vừa đi làm vừa đi chơi có thể đi hết đời không hỏng đâu. Bô 2543. Hàng này nó đẳng cấp luôn, biển số hơi xấu tí nhá. 2923-09449, hai con biển lộn. Con này nếu anh em muốn đổi biển, anh xem xe đúng không? Muốn anh em muốn đổi biển nhá. Anh em muốn đổi biển thì thêm 5 triệu nữa đổi của anh em sang tên thì hết có hơn 2 triệu thôi. Đổi biển khác luôn, thêm 5 triệu nữa. Thôi. Con này xong rồi. Bảo mạnh nhưng nó vài 4 mấy triệu 24. Xe này nó tôi mua con em mua em con đấy thôi, còn con F1 này 3 mấy mới nói mới nói chuyện được chứ 3 4 mấy thì không được. À nó là 24 không được 25 đâu. Rồi xe 24 mình bán 24 ba mấy có photo đầy đủ đúng không? Không quá thôi. Thôi. Cứ phải chuẩn chỉ thì nói chuyện. Thôi. Ok đây. Đây là một chiếc xe đây là một chiếc xe Dream. À xe Way nhá vừa mua. Không biết nàng ấy bảo con này bao tiền ấy. Mẹ ơi. Cháu ơi, mua xe à? Con này 5.000 cây này, đời 2019. Xe 5.000 cây, ông em quay vòng cho con này. Lê Văn Giang có con nào như thế màu đen không anh? Lê Văn Giang ơi, có nhá. Có màu đen màu xám đằng kia xa xa kìa. Đấy. Em ạ, à, chào em. Em xem ra lớp đúng không? Hay cho xem luôn con này đi. Ra lớp. Anh thích màu trắng luôn. Màu trắng thì mời em sang nhà nhé. Đây con này là đây máy vẫn nổ từ nãy giờ. Mới đấy. 5.000 cây. Xe này thấy vừa báo là mua chính chủ vừa mua 15 triệu nhé. Bản 2019. Xe được cái này, xe này không dán ni lông nhưng không xước, mình thấy cũng không có lỗi cả. Xe vừa mua về nhá. Ôi vành bánh tàu nan sáng choang này, lốp còn thấy bình. Anh em ai thích con này không? Con này có ác đấy nhỉ. Ôi con này bán hữu nghị, bán 15.800.000 nhá. Bình thường mến thương 28G1 27234. Đấy máy vẫn nổ đấy. Máy vẫn cứ thịt nổ ấy. Đi 5.75 không hỏng đâu. Trời. Ok, 15.800.000. Con lít này biển 28 thì mình vẫn chưa giới thiệu đúng không? Con lít biển 28 này. Con lít biển 28 này, nay là mình vừa về. Anh em phải hơi bị nhiệt tình lắm mới mua được nó về đây này. Xe dán kín đi lông rồi. Con này em sản xuất nó 2019, ông quay vòng cho con xe này. Máy chất. Xe nó là máy đại ngon luôn. Đây nó bẩn đấy, đây bẩn đấy. Vừa rồi đã cũ đây nó dán ni lông ở quê nó hơi xấu. Đây nó hơi bóc sòm sòm này thôi, nó bóc ra là mới nhá. Máy vẫn nổ rồi đấy. Đấy, máy nổ thích thích. Con này không phải độc pha, đời pha chồng. Màu xám. Kỷ niệm 10 năm nhá. Kỷ niệm 10 năm con này. Đấy máy vẫn nổ đấy, con này thì xước ngoài ni lông nhá. Đây vào thịt một tí này. Mình vừa mua nhá. Xước hai bên, xước bên này tí. Nhưng mà toán xước ngoài lông, chưa xước vào thịt, bóc ra là được. Máy mới, xe đẹp. Con này mình mua hợp lý. Mua anh em mua có 32 triệu, anh em biết dòng này nó mới hơn 50 triệu. Sao nào? Zim nào? Zim biển 98 là đấy, mua 22 rưỡi rồi. Cộng 3 triệu. Đây con này là đấy mua là 32 triệu nhá, dòng này cố gắng lắm ấy, anh em từ Hương Yên lên mua lên bán hai chìa khóa nhá. Về anh em chưa bóc ni lông nào, anh em về mua thì phải bóc ni lông, phải dọn qua tí.
con này hữu nghị cộng 2 triệu 34 triệu nhá, ngon lành luôn, xe nó chất luôn ý nhá. Đây máy của nó thì thút thít, đi 5, 7 năm, 10 năm đi cẩn thận, còn lâu mới hỏng. Đây cốp rộng dành cho anh em ai mua xe gia đình đi xe trực tiếp chính chủ luôn nhá. Bạn ấy cũng quý nhờ mình, bạn đi từ Hưng Yên lên bạn bán cho mình ấy. Xe này có cái điểm yếu này, ốp bơ hơi bơ tí, phải làm lại, làm tí ốp bơ này, ốp bơ bơ tí này, xước tí cạnh đấy, xe chấm hết luôn. Không biết con này là bao tiền, chưa biết con này bao tiền. Ông anh con S3 này trước bán anh bao tiền nhỉ? Trước bán anh này bao tiền nhỉ? 29 triệu 300 bây giờ là anh để em chia sẻ lại cho anh em nữa. Ờ hôm cái xe này mua của Dương là 26 triệu mấy trăm đúng không? 26 triệu 500. Mua 26 triệu 500 đúng rồi. Đây đây là một, đây là một anh chủ xe nhá, đây là một anh chủ xe đến mua trước, mua một chiếc S3 của mình có lại, anh em đặt cọc mình mua 26 triệu 500 ấy, anh lại đổi một chiếc xe biển 31 đấy, ông anh đang chờ. Anh Thiệp ơi bảo Đoàn đi mua là ngay cho em, Yếm mới là cái bô để lắp cho anh luôn đấy. Mua này là 29 triệu 300 bây giờ anh lại đổi con xe khác, mình lại bán tiếp tục con này 29 triệu 300 nhá. Đầu máy 823 biển 29S, hàng đẳng cấp đâu, quay vòng đây con, lại quảng cáo lại con này, đầu máy 823 đời rông xanh nhá, lườn nóc của nó phẳng căng, đây hộp xích đây, tem mác zin hết, đôi lốc máy zin. Anh lại không thích cái đời liên doanh này, anh lại thích cái đời nhập khẩu Thái đấy. Anh ấy thêm mấy triệu đây, anh lấy con biển 3 số đời này, anh ấy lại thích hoài cổ, anh thích cái đời tem lửa, anh không thích, anh thích cái đời tem to, tí nữa quay con tem to nhỉ. Con đấy thật ra mỗi cái nó vẻ đẹp riêng, nhưng mà vì là nó là chia sẻ đam mê. Ông anh đây là chủ cây đấy nhá, ông anh là chủ cây mở Mê Linh ấy, chuyên cung cấp cây cảnh cho cả nước. Ai đổi lốc máy, sợi ôi máy này mà anh vẫn còn muốn đổi nó ra thì hơi phí. Ông quay gần vào bao đây này, đây tem lửa tem zin của hai xe đấy, xe 2002 zin hết, bộ 2543 này zin hết đấy, máy vẫn nổ thút thít đấy. Đấy đằng trước cái mặt là trước, ông quay mặt là trước, sợi ôi sơn zin nhá. Được không? Nhìn nó cũng bình thường, xấu. Không được, bà không hợp với xe này đâu. Bỏ, không mua đâu. Không hợp với xe. Con này đầu bò đẹp lắm. Ông quay con đầu bò, sợi thôi. Con này mình bán 29 triệu 300 nhá. Đây bán cho anh 29 triệu 300. Bây giờ vẫn lại bán lại 29 triệu 300. Làm ăn rất uy tín này. Đây vành bánh tâm nan này vàng óng. Đầu máy 823 đời chót nhá, Dim Thái. Một thời để nhớ, một thời gian khó. Dành cho anh em hồi tưởng, ai mua chiếc xe này để về tự nhiên mình sống thọ thêm 5-10 năm. Bởi vì mình nhìn thấy xe, mình thấy tuổi thơ của mình trong đấy. Đây, đây. Anh cẩn thận nha, anh về anh lau dầu cẩn thận đấy. Anh rất là biết dùng đấy. Đây, dầu không bao giờ gì. Đây, các cái tai này còn đẹp này. Anh ơi, hỏi em cứ hỏi anh một mua mới hay xe đấy không mua. Ai 29 triệu 300 con này vẫn chốt lại. Chị ơi kiểm tra con này mua bao tiền em cái. Con này với con này. Con biển 28 qua vừa mới lấy nhá. À đây, mời đây mọi người, mời cho mọi người ra xem một chiếc xe Dim Thái của một anh đại gia mình bán ra cho anh này. Ai dạ không chế này em nhìn nó vẫn là xịn thôi, nhưng mà nó sẽ nó không phải là thuộc theo cái đời này. Đây này biển 31 này mà Dim Thái này anh vẫn còn đổi, anh thích con này hơn con kia đấy. Đại ca còn thích con này này, Dim Net biển 31 ông ngoài nhìn cái biển nhìn xe rất là cổ, nhìn xe cổ như người ta, người lại cứ thích cổ ấy. Con này đẳng cấp đấy nhờ ông anh nhờ. Anh già đang thích đi cổ. Đấy, này. Tem người xưa, từ sửa người xưa, từ năm 1993 đấy. Bằng bây giờ bằng cả cái mảnh đất nhà mặt phố. Mặt phố Chùa Hà đằng trước nó chỉ mua cái xe này. Nó mua cái xe này thôi đấy. Đây, sơn zin. Này,
đồ còn không đẹp bằng con kia này, nhưng mà đồ zin. Đấy ông anh. Đây đầu bò máy nguyên này, mốc CIC. Đấy, con này nó có điểm yếu, nó đang bị thay với một cái chế mới, nhưng một cái bô nó không đúng của nó. Bô thì có chế khá, anh phải chờ. Chờ. Ông anh ạ. Đặt nào có nhỉ? Đây khó. Chờ thì phải đặt, đặt. Đấy anh ấy kỹ tính thế. Anh là chủ hãng cây chuyên anh em ai có nhu cầu mua cây về nuôi trồng biệt thự rồi là trồng sân vườn. Bóng mát. Đấy là liên hệ với anh. Anh địa chỉ ở bên Mê Linh nhỉ? Anh Mê Linh. Ở đấy là cái cơ sở cây gì anh nhỉ? Công ty cây xanh đô thị Mê Linh. Là giám đốc công ty cây xanh đô thị không, Mê Linh. Kỹ thuật viên thôi. Đấy. Đấy. Anh em có ai có nhu cầu thì ở Hà Nội muốn sân vườn thì cây xanh thì liên hệ với anh. Anh cho số điện thoại đây anh em cho tít. 0975823198. 0975823198 nhá, chuyên cung cấp cây. Đấy, nó chỉ tầm khoảng trên dưới chục triệu đã có cây đẹp để dựng trước nhà. Đúng không? Vú sữa rồi xoài rồi các loại cây thế có hết, kể cả cây bụi luôn. Đấy. Anh ở Mê Linh thì khu đấy đất nó rộng đúng không? Cần thiết anh em có thể trở về trong phố này được đúng không? Anh chuyên rồng ở đường này mà. À có rồng ở đường luôn. Đấy. Đường Phạm Văn Đồng này này, đường đường đẹp nhỉ? Đường Trung này. Võ Nguyên Giáp Phạm Văn Đồng đẹp nhỉ? Đường Láng hả? Đường Láng, à đường Láng cây anh trồng đấy. Con á. Ui giời, đẹp nhỉ. 183 Phương Trung ấy. À rồi đấy đấy. Đấy là những ông chủ, tiền các anh thì không thiếu, nhưng anh chỉ thích những cái tuổi thơ thôi. Thiếu. Chỉ cần những tuổi thơ. Chế này thì đấy. Nó bảo nó khác một cái khóa xăng thôi, chế cũ này. À. Nó khác cái khóa xăng to. Đâu, vấn đề là nó gì này này. Vấn đề là đồ nó thâm, nó gì này, các cái này nó phải vàng. Chế là chế đời, cậu chế xấu lâu rồi. Để chế mới thì... chế mới chế này đang ổn anh cứ để chạy. Mấy nữa để em kiếm dặn. Mấy nữa bảo anh... hiệp lên lấy hẳn chế theo xe. Dặn chế mới cho ấy cho anh cái bộ được mang về. Thay tạm bộ trước nhá. Ok. Anh tên gì quên luôn rồi. Anh tên là Bình. Anh tên Bình. Rồi, anh chào mọi người đi. Rồi. Chào mọi người nhá. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Chào lại nhá. Cảm ơn anh đấy. Anh để cho em chiếc xe gym, cái xe gym cũng được đúng không? Xe quá đẹp nhưng vì anh không thích cái đời nó sâu thấp hơn. Anh không. Thích cái anh thích chất hơn. Không thích vợ trẻ mà chỉ thích lấy vợ già thôi. Vợ già em, vợ này sinh năm 993, vợ kia sinh năm 2002, không thích. Con lấy chất cô 93. Con kia cũng chất đúng không? Chất. Con này cũng chất. Nhưng con này nó cái độ nó chìm nữa anh ạ. Vì nó sinh nhau 10 năm. Nhưng mà nói 10 năm mà còn con xe như này. Phải nói là đúng là con xe này 12 mấy năm mà người gầm miếc nó còn đẹp. Còn phẳng căng. Em con biển 34 một đại gia ở Hải Dương vừa rồi cũng đặt cọc em vừa ra em không kịp đăng luôn. Cũng một đại gia đang ngồi đây thấy mình mua bán không mới cộng luôn, không mua luôn. Mình cộng trên live bắt đầu cộng luôn thế mình không được làm video, tiếc quá. Con xem tuyệt rồi đấy, đẹp. Nhưng con này cũng đẹp đấy nhá, con này 93 cũng ác đấy. Đời này thì không nói. Đời này để... Tiến Dũng, sau em chốt con xem 31 không báo em vậy. Tiến Dũng ơi, xem 31 xem nào. Con này chốt theo like đấy. Ừ, tôi theo like. Lương Cường mua gym không anh? Có Lương Cường ơi, xe đẹp nhá, gửi ảnh trước nhá. Trần Văn Dũng này rồi, chốt con 29S3 33752 9 triệu. Đạo mua 26,5 chốt 29 thì buôn trên gym. 293 29,3 triệu. Đấy, chính xác luôn, đây là sang anh, tay còn chưa được đồng nào nhá. Để đổi xe cho anh này, anh đây, còn anh, làm biển 200 nữa đấy. Đấy. Đừng có bớt, phải chia sẻ bài đầu cho tí. Đầu là anh thay hết rồi. Vâng. Rồi, con quay đẹp rồi. Ok, em xin đến mic. Ok nhá. Em xin mic. Vâng. Con quay đấy là hôm qua mình mua trực tiếp của chủ xe ấy. Một đâu con quay đâu? Con quay đấy thì chắc là con đấy hôm qua là em mua 15 triệu rồi. Còn chưa dọn, chắc là dọn nữa, không biết dọn gì. Vẫn mộc đúng không? Đấy, anh chào mọi người, em xin khám. Vâng, anh chào mọi người như này. Anh tên gì nhỉ? Em tên là Kiểm. Kiểm ở đâu qua đấy? Tây Tịu, Bắc Từ Liêm. À, Tây Tịu, ok. Nhưng con ấy đẹp đúng không? Vâng. Đấy, Na là người đang bán cho... Em là người trực tiếp mua của anh Hùng bán. Đấy, trực tiếp đấy. Anh ấy quý lắm ấy, cái tâm huyết của anh ấy mua, anh ấy con xe ôi. Thì nào thì em chốt cái... Anh ấy quý lắm đấy, anh ấy mình phải, em phải mua xong cái xe, anh ấy phải kể, anh ấy kể xong một câu chuyện mình lắm mới mua được. Kể cả là nhá, anh mua cái xe này của em, anh cũng lăng xem like, ngày nào anh xem like. Ông đấy xem like ấy, lớn tuổi bác ấy, năm mấy. Nói chung là bây giờ đấy, đừng như nào thì... Em bảo anh bao tiền? 17,8 bớt cho anh ấy 300 là còn 17,5. Thôi bán anh 17 triệu.
Ở trên 16 đấy. 16 không được. Không được. 16 triệu. 16 thì chốt luôn con đấy. Lương Cường. Đi ok, Lương Cường ơi, gửi ảnh Zalo cho mình nhá. Đi xem gym nhưng mà toàn Trần Văn Dung là chốt con đắt quá. Trần Văn Dung chốt con này mà. Trần Văn Dung ơi, con này 29.300 nhá. Đâu rồi? Dân chơi tính làm gì 29 293. Ôi giời ơi, mình là dân chơi. Ở đây. Có bán. Có bán không? Thôi để đi. Con này đẹp. Con tim thái này ông nào không mua là uổng cả một cuộc đời đấy. Anh Bình này là đại gia nha anh ấy, vì anh ấy đấy không dám, anh thích xem của Kiên anh cứ lại quanh không được. Mười 16 mua mua vào giá rồi, mua vào giá rồi, bán 17 triệu, bán anh em 17 triệu. Nãy vừa được mua 15 chứ xe chưa dọn, xe mua xe mộc. Con này thích con này mua bao tiền nhỉ? Anh em chốt nhanh trên này đi, bởi vì đây nó là nghìn người anh em. Ừ, được thì chốt luôn, chưa rồi không, 16 không bán được đấy. 17 rưỡi bớt anh em triệu, 500 là 17 triệu. Thôi thì lên 500 nhá. Chốt nhanh như đấy đi. Làm gì chưa? Em bao nhiêu ngày rồi em? Xe mộc chưa làm cái gì? Thôi thế thì lên 16.700, lên 200 nữa tôi. 200 làm cái gì 500 anh? 500 nó không đủ sống, đủ chi hoạt. 200 tí mời anh đi uống cà phê. Ok, thế chốt anh em 16.500 nhá. Vì video này nhá, chốt nữa là ông này ông khôn, ông toàn chơi như kiểu này. Rồi, ok nhá. Ừ. Ok. Anh em chào anh em đi. Chào nhá. Cảm ơn ông anh đi cùng nhá. Thôi bán anh 16.500. Anh tên gì nhỉ? Phước. Phước à? Cũng ở trong khu Bắc Từ Liêm đúng không? Dạ. Con đấy của nó kỷ niệm ấy. À đây một chiếc xe Vision. Này Na ơi, con này mua bao tiền rồi? Một con Vision đẹp này, một con da nớp này đẹp này. Bán lại bây giờ là bao tiền đây? Rồi ok. 2018 bản Limited nhá, xe đẹp nhá. Đấy, anh em thiệp vừa báo là bán ra cho các bạn ấy là 24 triệu, bây giờ vừa mua lại là bạn là 23 triệu. Bạn lỗ 1 triệu thôi. Nhưng thật sự ra xe này mình mua gốc có 22 triệu. Thật ra bán đi rồi nhưng mà hồi lại vẫn lỗ ít thôi. Để chủ yếu là tinh thần là giữ khách đấy, quan điểm là giữ khách đấy. Nhưng gốc con xe này 2018 mình mua có 22 triệu thôi. Thôi chắc là thôi con này giải quyết thanh lý nhỉ. 23 rưỡi con này, biển đuôi 49 hơi xấu tí, 29B1 90649. Trước là bán 24, bây giờ thôi giảm giá 23 rưỡi đấy. Quá thông minh nhá, xe đẹp bản Limited, thông số 8000 cây. Xe thì đừng hỏi tại sao. Ông quay vòng cho con, một vòng đi. Đấy. Còn con xe này thì cũng tương đối đặc biệt tí này. Con Vision này hôm qua mình hơi cố mới mua con này. Thật sự một bạn đi từ thị trấn Đồng Văn, bạn ấy bán xe cho bạn gái, rất là căng, mình hai anh em rất vất vả con xe này. Ông quay vòng cho con, bản số thông số 2018. Xe được cái xe nó quá đẹp luôn, ly lông dán kín. Chiều tối qua mình mua. Bạn ấy có thể bạn đấy là bạn cũng đang xem live của mình thế này. Xe của bạn gái nhá, chính chủ bạn gái. Mình liên hệ hai bạn ấy cũng đồng ý bán. Mình mua không rẻ con này nhá. Đời 2018 biển 28. Đời 2018. Khóa chìa, đôi chìa khóa còn zin. Máy của nó thì thôi, không phải bàn một tí nào luôn. Nó là khủng khiếp luôn. Con này đi đúng rồi, 7 năm không ạ? Đẹp. Con này qua mình mua cũng hơi với giá một tí, mua 26 triệu nhá. Mua 26 triệu rồi. Đây máy vẫn ổn, thu thít đấy. Anh em cố con này mình cộng khoảng 1.800.000 nhá. Xe nó ly lông vẫn dán kín, máy nổ đây, đôi gương vẫn nguyên hết, xe nguyên nào vẫn thế. Vẫn nguyên bản đây. Ok, cảm ơn 759 người vẫn đang xem. Đức ơi. Ok, còn một số xe gym trong nhà kia cọc hết rồi. Mời mọi người sang nhà 62 thì mình sẽ tiếp tục. Ok. Đấy, con này chốt hết rồi. Mình trả lời cho không có ai trên này, mình trả lời cho mọi người.
Con xe Jim nên đáng chốt. Ba chục có con trong nhà. Đấy, mấy con này là ấy rồi này. Anh hỏi, ôi nhiều xe ấy nhỉ, đây này. Con này của nhà ấy, của khách đấy. Của nhà đúng không? Con này vừa mua về đâu? À. Đây con này đây, hôm qua mình mới mua con. Con này con uê 100 này. Sởi, uê này nó là cấp luôn. Nhìn em nó rất giản dị này, chọc này vỡ rách mất cái yên này chết. Tự xe. Một chiếc xe uê màu xám nhá, đã, năm sản xuất 2009. Em ơi, con xe này của khách đúng không? Vâng. Con Jim đến vừa trong nhà này. Ai không để chín? Họ có thể giới thiệu cùng anh ấy. Con này 2009 nhá, đẳng cấp luôn. Máy nguyên, sơn nguyên. Đây đầu bò này, ui giời ơi, máy nguyên đẹp nguyên bản luôn. Xe này mình mua cũng hợp tình hợp lý thôi. Mình nhập con này có 9 triệu rưỡi thôi. Sơn nguyên, máy nguyên. Xe đẹp. Đấy, biển 33R. Con này mình cộng 1 triệu rưỡi nhá. Giải quyết. Con xác này, con này qua mới à, con xác này đặt rồi này. Đây, có đặc biệt con này SH này, giá rất là yêu thương này, SH nhá. Này, SH 150. Màu cà phê ngày trước mình mua 160 triệu ấy. Hôm qua mình mua con này hợp lý quá này. Đây, giới thiệu anh em con này. Hàng mộc nhá. Con này nó có một điểm yếu là xe nó xe nâng nhá, không phải SH cà phê như này, nâng là màu cà phê. Sơn đồ sần 150i. Giá rẻ lắm. Không ai tin con này giá rẻ này. Máy chấp 150i SHI nhá, đời 2009. Đầu máy cao rồi này. Đầu máy là không 10. Đầu máy cao, đầu máy là 012 nhá. SH 208 biển 2, biển số 29M127656. Con này là 150, máy ngon. Đây máy vẫn nổ. Anh bán đi gì? Đây bán vào đây mua luôn. Con này mình mua có 37 triệu thôi. Ông nào thích, ai thích không làm con này. Bán anh em trên live cho nhanh. Cộng 4 triệu. Xe mọc nhá, còn anh em muốn đầu tư đội cọc thêm 1-2 triệu nữa để mình dọn lên đẹp. 41 triệu con SHI 150 nhá. Anh em ai mà thích cái dòng này, đam mê dòng này nhá. Trước mua 160 triệu, bây giờ bán thanh lý. Màu cà phê rất là đẹp, em quay gần đây. 41 triệu con này 150 nhá. Máy chất. Rồi ok, anh bán con này đúng không? Thế tưởng anh đến anh làm gì? Đang đổ. Anh ra bao nhiêu đây? Anh em là thợ đúng không? Họ sửa chữa xe máy rồi. Ở khu nào đấy? Em ở 136 Hồ Tùng Mậu. À 136 Hồ Tùng Mậu, ok. Đấy, cũng xem like của anh em rồi đúng không? Ui em dân chơi, xem bác. Ok, à, thế thì nhiều xe nát lắm. Xem thì chào nhau tí, anh em ngoảnh chào tí. Ok. Anh em, anh em ra con này bao nhiêu? 25 tỏi. Đây, để anh cài mic, con này đăng ký năm nào? 2018 à? 2018 à? Chính chủ á? 15 triệu. 2018 à, đơn giản đấy. Tháng 6 2018. Ừ. Xong rồi đúng không? 2018 bán bao nhiêu? Em mới bóc ni lông á. Ừ, bán bao nhiêu con này? 15 tỏi. Mới thay đôi lốp xong, về mới đầu tư đôi lốp. Mới bóc ni lông. 15 triệu sao không mua được? Không mua được. Bao nhiêu? 12 triệu. Nói để giao dịch được 12 triệu thì 12 triệu. Tuyệt quá, không được. Em 12 triệu. 12 triệu không được. Được không? Không được, không được. Anh em ngồi ngoảnh đây để cho nó đỡ vào cho nó vào video cho nó tít, nhìn nó tít. Máy em nhỉ? Chú thích phết lắm, bốc đi mít. Đây nhớ bạn học sinh sinh viên. Em còn đèo 3 được không? Đèo 3. Thế đẹp rồi, em còn con Uê 2016 bên kia tí cầm xong luôn. Ừ. Chính chủ nhá. Bán anh nha. 12 triệu. Thế chứ không giao dịch được. 12 rưỡi. Em lấy vào tầm đấy rồi. 12 rưỡi. Không bán được chịu.
bán mua nói để bán nhưng mà biết rồi, anh em mình là thợ cả với nhau biết rồi, không mua được, để cho 12 rưỡi anh em mua cho nhanh, đúng 13 tí mang con đuôi giao dịch luôn thề. Con này vỡ bố mất nốt một tí, vâng vất bố tí mấy bao nhiêu đồng đấy, máy êm lắm, chung bán cho tôi 12 rưỡi con này đây ấy, không để ý vỡ bố một tí chỗ này cây dâu vỡ hai phát à, chỗ này không vỡ, chỗ không phải vỡ đâu. Ôi 12 rưỡi đi, chốt anh em giao dịch thành công thôi, cộng lên 1,5 triệu là xong. Không đồng được. Được à, anh em cứ phải giải quyết nó nhanh. Em giải quyết nhanh không? Nhanh chóng. Anh em sửa xe ở chỗ bao nhiêu hồ? 136. 136 Hồ Tùng Mậu đúng không? Anh em của anh xuống đấy biết rồi mà. Em đấy là mình đấy là cửa hàng gì đấy? Để anh em trên line này. Xe máy Hồng Anh. Xe máy Hồng Anh 136 Hồ Tùng Mậu. Anh em ai hỏng xe ở khu vực Hồ Tùng Mậu hay qua 136 Hồ Tùng Mậu. 136. Cửa hàng sửa chữa xe máy Hồng Anh. Rồi. Số điện thoại là bao nhiêu anh em cấp cứu cái? Nếu mà 090. Có xe 0090 429 429 6633 6633. Đấy anh em ai hỏng xe thì hãy qua 136 Hồ Tùng Mậu nhá. Chắc là anh em hỗ trợ nhau hết. Hỗ trợ nhau cứu hộ. Đúng rồi. Hỏng xe cứu hộ. Cứu hộ miễn phí luôn. Lưu vào máy nhá anh em ai học sinh sinh viên ở khu vực Hồ Tùng Mậu. Hãy tới xe máy sửa quán sửa chữa xe máy Hùng Anh. Ok, cảm ơn anh em nhá. Nhưng cái là giá cả thì giá thì thôi thì không nói nhiều nữa, 13 thì vào việc thế thôi, nhưng mà tí 12 rưỡi mắt dắt quay thằng làm việc nốt. Ừ, làm việc nốt 12 rưỡi nhá. Không 12:07 được chưa? Không cần phải mà kể với em làm cái gì. Kể đó là căng mà không căng bảo là không kể cái để mic mủng cái thứ đấy, dân chơi rồi của mic luôn, đơn giản đúng rồi. Ừ. Khoảng 15 phút nữa em mang con quay ra đây nữa. Ừ, mang luôn quay nhá. Thôi bán con này 12:07 đi. Không phải mặc cả đâu, em lấy vào nó em mới thay cả đôi lốp nữa rồi. Mới lốp à? Vâng. Đẹp nhỉ? Đẹp. Thôi rồi, chốt con này dừng lại đây. Chốt luôn con này anh em rồi, đi sang nhà viết giấy. 13 triệu. Dòng này là nhà học sinh sinh viên rất là quý. Vậy để em xem là như nào nhỉ? Ừ. Em xem lấy con quay cho ngoài em đi. Đằng nào vẫn phải Grab, vẫn phải Grab ra đây. Không phải Grab. Bây giờ ra kia một phát Grab chạy về, một phát lại cũng quay nữa. Không, quay ở bên 299 Cầu Giấy rồi. Thì chở đấy, có quân cho mình nó chở sang đấy. Đây, sang nhà viết giấy, đóng con này ra để mình like, mình bán luôn con này này. Ok. Vấn đề là anh em xuống xe đi. Để bán luôn con này. Có ai thích con này không? Thích. Đấy, em quay vòng cho anh đi. Đấy, xe này ra Kimco mới là bán là 24 triệu đúng không? 27. Xe ga 50 mới là 24 triệu. Đấy, máy vẫn nổ từ nãy giờ. Kinh khủng nhỉ? Nó đang nổ đấy. Tôi thích con này máy quá, thì con này bị sứt một tí chỗ này nhá. Các ông nào đi vập nhẹ vào chỗ nào sứt đây một tí thôi, không sao cả. Nhưng mà thấy càng cũng không cong vênh. Đấy, máy vẫn nổ thì mẹ máy nó êm thế nhỉ. Con này chất lượng đấy nhá, lốp láp mới thay. Mình mua con này 13 triệu của bên chủ cơ sở sửa chữa xe máy Hùng Anh ấy nhá. Đấy, mình cộng con này 1,5 triệu cho nhanh, đúng không? Đấy, cái này đồ là đồ chế sửa cho khách đúng không? Ok, em sang viết giấy đi. Mua 13 triệu. Đấy. Cái đồ xe để lại, còn đồ thì mang về. Đấy, anh em sang kia. Đây, ok. Tôi cảm ơn nhá. Đấy. Cộng 1,5 triệu con này nhá. Ai chốt được thì chốt luôn. Đấy. Giá nói thôi, con này mới là 24. Bản Kimco Candy này nhá. Mà con này chất. Xe chất được cái lốp đủ mới. Về cái này đi tầm 4 năm này học không phải lo. Thế con này xác bao tiền nhỉ? Cảm ơn 827 người vẫn đang xem nhá. Trả lời anh em này trên này tí nào. Vi Nguyễn, mai em lên giao lưu con ZX của em. Ok Vi Nguyễn ơi. Đông Kỳ Sốt hello. Bùi Văn Quyết. Xe gem ngủ giá bao nhiêu? Không biết gym nào. Bạn Bùi Quyết. Trang Nguyễn 29E giá bao nhiêu? Vàng đen. Em chốt trên like luôn. 29E1 là con nào nhỉ? Bạn Trang Nguyễn mình chưa biết con này 29E1 là con nào luôn. Bạn hỏi con nào? Mình còn chưa biết. Con này cầu à? À con này cầm cụ này cụ đang mua xe nhà mình cụ tiếp. Đấy có một con xe biển 14 này, con này sao lại tháo mặt nạ này đây, hay bán rồi. Con này chấm hết luôn này, hết nước chấm luôn, em dắt mấy con này ra đi. Úi giời ơi, con Uây này mua rất là rẻ nha, mua hơn 6 triệu con này thôi. Uây 100 máy nguyên, đừng hỏi tại sao. Uây 100 máy nguyên nhá. Đây này, máy nguyên bản luôn. Con này có mặt nạ nhá. Mặt nạ hơi xấu tí thôi.
Ui giời ơi, sơn nguyên mánh nguyên. Này em quay máy đi. Mua có hơn 6 triệu thôi. Được máy. Bây giờ phải đạp nổ, chắc phải đạp nổ một tí. Giời ơi, máy em quay vòng đây. Con này mất vô nhá, nhưng mà máy của nó thì nó là xe anh em chạy chợ cũng tuyệt vời. Xe của nó quay 100 máy Thái nhá. Ê, vành bánh tâm nan vàng, máy nổ. Thế chưa? Nó là phút ít. Để nguyên. Biển 14B6 này, con xe này đằng sau đẹp, vỡ một tí cái mũi rùa rè thôi. Mới một cái mặt nạ đấy, máy vẫn nổ đấy. Anh em xe này đi làm, đi ăn, đi xe ôm, đi xây, đi làm cho quân công nhân đi rất hợp lý nhá. Mình mua con này rất rẻ. Mình mua có 6,2 triệu, quá rẻ. Quay 100 máy nguyên có 6,2 triệu, vành đĩa này. Đồ zin cả xe luôn. Con này cộng 1,5 triệu nhá. Có anh em ai thích thì chốt con này nhá. Con bên cạnh này đúng không? Con xin hôm qua, con xin cho 10 hôm qua mua về ở bên kia hết. Xin cho 10 đâu? 16 á. Con đằng sau xin 100. Con này mới mua đúng không? Con 30F. Con này vừa vừa tiền nhưng mà con này mình nhớ. Con xem con 30F, con này lấy này bao tiền. Con này 100 này. Kiểm tra giá nội bộ, đây hôm nay kế toán nhà mình cũng đang tắc ở đường, không có tải giá nội bộ luôn. Thôi tải máy về kịp. Ui. Ui S. 36, con này chưa có giá luôn, con này chưa có giá, chắc xem vẫn đã cao hơn con này một tí. Thì con này biển Hà Nội. NH con này đuôi 49 này. Con này mua của anh Dũng vẫn còn này, tại sao mua của anh Dũng con xe 8 triệu này. Con này, cái xe này đẹp lắm, mua của anh Dũng, anh ấy mua bán cho vợ anh con này. Đẹp tay mà vẫn chưa bán được nhỉ. Con này của nó không liệt luôn mà chưa bán được, con RS này của anh không liệt luôn. Mua của anh có 8 triệu bạc này. Con trước cộng 2 triệu không trôi, con này bây giờ cộng 1,5 triệu nhá. 9 triệu rưỡi con này. Con SH này đuôi 49 này vừa về này. S-Tat đuôi 49. Em quay con SH này. 29L1. Con này đen 2/10/2014. Con này mình mua là 45 rưỡi rồi. Cộng 3 triệu nhá. SH này vừa về nhá, xe vừa về. Ừ được. Không. Anh không cầm nữa. À chắc là mấy ông chắc là chào lung tung rồi, mấy ông lấy mẹ rồi. Đâu ông đi chào mấy ông thợ đây, ông lấy mẹ. Mấy nhiều ông giấu mố đăng ký thôi. Anh em cũng thích thăm ván bán thuyền, giấu mẹ đăng ký đi. Mình đây cái like làm gì có lấy. Con này mình mua 46 triệu nhá. Cộng con này cộng 3 triệu. Con này nhá. 49 triệu con 2014 này. Đấy có một con Jeep biển 29i5 này, con này mình sơn lại nhá, nhưng máy ngon. Xe sơn lại máy ngon. Đấy nhá. Máy nó là chấm hết đời 2013. Xe là hết nước chấm luôn. Máy vẫn nổ đấy, từ đây rồi. Nó là khủng khiếp luôn. 2013 con xe này mình mới đi sơn lại về nhá. Nhưng con này máy nó là tuyệt hảo. Đừng hỏi tại sao. Đây đầu bò này. Ui giời ơi, sao cái máy là đầu bò mới này á. Đây đã thay lốc Thái nhá. Xe này mình mua ngày đấy là mình mua vào có 2-3 triệu thôi. Mình về mình sơn di tỉa rót các thứ thì chắc mất khoảng 1,5 triệu rồi. Về làm chắc 1,5 triệu, 2 triệu, cho tổng khoảng 25 triệu. Mình bán ra con này 27,500 nhé. 27,500 con này, đẳng cấp luôn. Tuyệt hảo. Đây còn con xe này. Giờ đi hôm qua hội họp vừa mua. Ồ con này nó vỡ cả cái mặt đồng hồ, phải mua rồi. Con này mặt đồng hồ. Con này mới lấy về mình chưa nắm được giá đâu. Chắc là mình bán ra tổng khoảng 14,5 đến 15 triệu. Zin Việt đầy đầu. Sao con Uy Alpha con này sao lại hôm nay anh ấy bán lại à?
Ui con Uây đẹp này mà anh bán lại. Uây cá con này đẹp ấy. Uây cá hôm anh bán 11 triệu con này mà. Sao giờ lại bán lại à? À. Ê, ông anh lại bán lại. Thích quá thì lại bán lại này. Con này đẹp lắm. Ở đây trước mình bán ra 11 triệu nha. Bây giờ anh ấy về anh thay lốp cho con này. Nhưng giờ sao anh lại bán lại này. Con này mình lại bán 11 triệu nhá. Hôm nay mình trực tiếp mình like con này. Biển báo 3 em quay vòng cho anh. Con này nó tuyệt hảo luôn. Xe màu bộ đội sơn zin cả xe. Đấy máy ngon. Rất là còn rất nhiều chiếc xe khác nữa nhá. Chắc là mình cũng xin phép kết thúc live tại đây đây. Mình thì mình cũng nay mình trả lời rất là nhiều người rồi. Thì em sẽ quay một vòng tất cả những dòng xe hiện tại của nhà mình ấy nhá. Quay vòng em quay đấy từ đấy vào trong nhà. Đấy. Future này, xe cam của các thứ rất nhiều này. Đấy. Rất nhiều các dòng xe Future 1, Future 2 này, xe 50 các thứ rất nhiều. Ok. Cảm ơn vẫn còn 725.000 đang xem nhá. Mình cũng chắc cũng muộn rồi, hôm nay mỗi mình chuyến hơi vất vả tí. Anh em thì nghỉ thôi. Nghỉ cơm chưa? Đây, rất nhiều những chiếc xe vẫn còn ở trong này. Bộ phận thợ mình đang nghỉ. Có đăng ký chưa? À, ông quên đúng không? Chú cho viết giấy đi. 13 triệu con này cho học sinh sinh viên đi ngon này. Đấy, con Uây ngon nhá. Uây mộc. Hàng mộc luôn. Con Uây ngon. Đấy, con này ngon. Đấy, đây mình đang công đoạn xử lý. So xuống cái máy. Dung này bị khản tiếng rồi nhá, bị uống nước đá nên bị ấy rồi. Để mấy con này có khách cọc. Con S này có khách cọc à? Có con S này đấy có cọc ngay mình ạ. Con này không mua thì mua cái gì, đẹp thế này 29 triệu mấy trăm này. Nhờ, mua thì chỉ có giữ giá đây là mua bằng ta. Em đang like chị ơi, lát nữa nhá. Có gì nói qua với nhà em nhá. Chị phải ạ. Đi không thì về đấy toán các chị quý em kia. Bà này là chuyên đi săn đất này, đang săn đất thì giới thiệu đất cho kia ở khu vực phường Quan Hoa này. Chị Huệ đấy. Đấy. Chị chào mọi người cái nào. Đấy, chào mọi người, chị Huệ. Chuyên ra săn đất và mình toàn đi mua hộ đất cho anh em ở đây thôi. Ông nào mua đất ở khu vực cầu Giấy này gọi mình nhá. Ở đây mấy chị em chuyên săn đất. Tất cả các mảnh đất nào đẹp. Chắc lại có nhà. Ờ rồi, rồi có tự rưỡi không anh? 125. Anh Trang có màu vàng đúng không? Của chú là 125. 125 đúng rồi. Anh chào anh em đây tí. Anh chào anh em đây tí. Anh nói chuyện. Bắt tay ngoài anh ạ. 125cc. Chào tất cả anh em nha. Em đấy. Chào mọi người nha. Vâng, em mua con đấy là 27 triệu đầu tiên đấy. Anh tên gì nhỉ? Anh tên gì? Hôm qua chú lai là 13 nhập lại. Vâng. Dạ, chưa cộng. Chưa cộng. Không triệu rưỡi là anh xong. Anh đi từ Hà Nam đây. À từ Hà Nam anh nhỉ? Lên đây. Anh tên gì nhỉ? Sĩ. Anh Sĩ. Con xe đấy em mua gốc 27 triệu đấy, còn chưa được đi cái nghe rồi. Nghe rồi. Xe đẹp như thế anh nhìn chưa? Ngoài nó nhìn. Nó là cấp luôn. Chỉ tính chính giá để ok. Đấy bọn em đây chú là 45. 13 năm mà, 13 năm. 13. Kiểm tra 13. Hôm qua anh nghe, hôm qua vẫn đang xem lại. Ok, anh nhận đấy, ok. Ok, em bán cho bác. Mới lên. Này, ok. Anh nhá, xe đẹp. Bây giờ bớt đi tí đi. Thôi thông cảm cho em. Đấy, rồi, nó đã nát rồi, để bác cứ ra đây em. Anh kỳ thừa là bớt cho anh xe buýt. À, được rồi, thế... 14 năm. Bớt cho anh xe buýt là hết 7.000 thì... Gì của chú ở dưới lý nhân nhưng mà... Vâng. Nó nhiều xe cao đời quá anh không đi được. Thằng nào cũng chả bằng thằng này. Anh lên đây anh gặp Bạch Mai Việt Đức rồi. Anh nhìn nhà em đây là bệnh viện nó là lớn anh rồi. Định à, hoành tráng rồi. Định chốt mới gì nhưng mà mình không có tài vâng. khoản kiếp thì ra bảo thôi sáng vâng. anh đi sớm. Nhưng mà cũng may là còn của anh ấy nhá. Hôm nào cũng chốt lại mất rồi là bác ấy còn có cái chỗ kiếm nữa. Khác. Đây đây để cho lữ liếc đi mà. Vâng. Nhưng mà đẹp các cháu là... Anh biết em mua 2 năm em để được mua 27 triệu nhá. Anh thấy chú ở lỗ mười mấy triệu bán cho ai xong có đổi lại. Đúng rồi. Hôm qua lên like thế là anh bảo thôi lấy đổi lại mà. Toàn đồ vàng nhiều lúc trên like nhá.
các đại ca cứ thích mua xong về nhà tao thích con này anh hơn, thế lại ra lại đổi. À thì nhiều khi theo dõi, có khi gặp con thì thích, nhiều khi nó đấy. Ví dụ như mình không đi nhưng phụ nữ đi chẳng hạn là vâng. Nó thích. Vâng. Không cái câu chuyện này là giấy tờ cho anh đầy đủ nhá. Chuyển thì đấy. Chuyển có không cần chuyển vùng được. Mình Hà Nội riêng viết ba anh nên đi về Hà Nội. Nó là 10 triệu gần 10 triệu tiền đăng ký anh ạ. Thì về mình được lợi thế sau này anh bán nó dễ anh ạ. Anh sau này anh thích con nào của em anh lại đổi, em lại nhập lại. Thì xong. Đấy. Ok, cảm ơn 347 người vẫn đang xem nhá. Tối tiếc về cũng toàn xem tiếp à, tục tiếp tuần này. Này. Vâng, nhưng mà chỉ đăng ký bình thường thôi, đăng ký kênh. Nếp Phạm hỏi con nào nhỉ? Anh nhất là có người đặt cọc rồi nhá, có một anh em đặt cọc rồi. Không ai đặt đấy nhỉ? Có này ai đặt? Thế Đức á. À anh cho xin mic anh nhá. Ok. Đại ca cứ tin tưởng em, đại ca lên đây đâu không có thời gian ở đại ca đâu. Con này đã ông đặt cọc rồi, vừa like đầu đã có người đặt cọc này. Con biển 20 đặt cọc này. Ai à, zin rất nhiều nhá. Đấy con gì mà zin ép kia đặt cọc hết rồi. À đây có con này này. Lại có con này lại hồi lại nhá. Ui. À bô thì em cứ bảo anh giả tiền thôi. Ừ anh áo đen. Đây lại con này lại ôi quay đỏ cờ ai thích không? Có một mấy bạn đang tiếc con này đây bây giờ lại quay lại này, chủ xe lại quay lại. Nó quay lại một cái lý do rất là bình thường nhá. Vợ thì thích màu trắng, xin chết đi trắng, chồng lại chốt trên like con rất ít nha, con ôi đỏ cờ. Thế là về vợ chửi cho ôi giời ông bảo thôi anh kia em lại giả lại anh. Thế là lùi cho anh 1 triệu, thế là xong, đơn giản. Anh lại bán tiếp, đây con này nhá. Có ai thích con ZX trắng này hôm trực tiếp mình mua đây. Đỏ cờ này hôm ấy mình mua trực tiếp là 17.500 con đỏ cờ này này. Hay xe nó là đẳng cấp luôn. Đây, anh quay một vòng cho em con này. Trời ơi, máy nguyên nhá. Tặng thêm bộ nhựa nữa. Con này hôm mình mua 17.500. Mình hôm mình cộng 2 triệu rưỡi là mình bán 20 triệu cho một anh em dân chơi. Ở bạn này bạn ở đâu nhỉ? Bạn ấy. Bạn ở bên Đông Anh. Thế vừa rồi là mình bán 20 triệu rồi, anh em lại bán lại, mình lùi cho mình 1 triệu. Đấy, em có xem trên live này, mình thực tế đấy. Bây giờ mình bán con này là 20 triệu nhá. Thật sự anh em về cẩn thận thay đầu, thay mỡ rồi là làm cái gì. Trông như quý con ấy. Có mỗi lý do là vợ là thích dây trắng, mà chồng thì lại mua ăn ba đỏ cò. Thế là cùng hai cái nó đang đối lập. Thế cùng tiếc lắm, vẫn phải bán lại. Mình bán cái này là 20 triệu nhá, nó là đẳng cấp, máy nguyên, anh soi cho em cục máy. Con xe đây hôm mình mua trực tiếp 17.500, có like trực tiếp luôn. Đây, máy của nó, ôi trời ơi. Máy nó là đẳng cấp. Xe này xe hiếm nhá, xe dày nhá anh em lười. Chỉ việc đi thôi nhá. Xe này chỉ đi. Đấy. 20 triệu con này. Một thời để nhớ. Ôi em vai đỏ cờ sinh năm em nó sinh năm 2005 đấy, vẫn còn FDF này vẫn còn này, 2700 cây vẫn còn. Lúc mua thì mình rất là thích con này, thật sự rất là hào hứng con này nhá. Nhưng mà thấy tại sao cũng hơi kén khách con này này, nhưng không sao, con xe này mình vẫn để đây để chơi. Bởi với đi có 2700 cây sao ấy. Không candy không cần đâu, cứ mua đi. Candy đấy quan trọng cho mà. Xe 50 con này 2700 cây nhá, mình bán ra 41 triệu. Xe đẹp nhất Việt Nam luôn. Xe này là nó là đẹp nhất, không bao giờ có con nào đẹp như con này. Đố xe này không bao giờ có đối thủ. Xe này mình mua có 2700 cây, nhập vào 39 triệu này. Anh ơi, khách nào hỏi cái chế kia. Anh ơi, đi ra đây. Ừ, anh nói đi. Ừ, sang đây. Anh nói đi mình. Bộ 2543 được rồi. Bộ đó. Ừ, thế thì em bảo sang bên nhà của anh em, ai thay giúp anh nha. Thay giúp anh cái bộ. Còn cái chế thì đoàn phải kiểm tra cái chế nào, chế chất. Chế này chế 2 tay đấy. Nó vẫn là chế kể ra 599-2000 được, 2001 được, nhưng mà chế phải chế đẹp. Nhìn các cái ốc của nó còn vàng, suộm ấy. Đấy, trông mà. Đấy, tranh chiến đâu cho khách cộng phí tiền rồi. Ừ. Thế đây anh phải đánh thưởng. Con này mới lấy về đúng không? Con này biển 35 vừa mới về đấy. Đấy,
dân chơi lắp cả bộ còn bỏ ra mấy chục triệu. Chết vì đam mê khổ lắm anh ạ. Chơi gym nó khổ lắm, nó vất vả. Nhưng mà nó là thú vui. Đấy. Không, cứ lắp hộ anh ạ. Lắp anh. Con này 735 vừa mới lấy về cũng chưa có giá luôn. Lắp tiền hả? Dạ. Đóng là 1.250 triệu. Vâng. Tôi gọi là lập cho anh cái xe này thì anh Đường anh không mặc cả gì mà anh cũng tập mất được cái xe kia mất 1 triệu một chú. Vâng. Đây là dưới lai anh nói cho anh như thế. Vâng vâng vâng. Thành ra con xe này là đóng với chú là cộng thêm 6 triệu. Mới một cái con bô này triệu 3, triệu 250 nữa. Thế là 7 triệu mới. Là bây giờ là như nào em chưa hiểu. Thế là cái bô này anh mua 1.3 triệu thôi, trên lai này giảm cho anh thêm mấy trăm anh đi đường đấy thôi. Ừ, okay, anh không mang tiền mặt đây. 1.3 triệu thì anh em mới mỗi người một nửa. Được chưa? Ừ, đấy, bác đấy. Đưa cho em 700 đây, có 700 này bác đưa cho em 700. Thế là thôi em hỗ trợ bác 550. 350 đúng không? Thế. Được chưa? Thoải mái chưa? Đấy sang. Ok, em lắp bỏ anh này nhé. Em sang lắp cho anh. Ok nhá, anh đâu, em mình cố gắng tiến thành cái chế bởi vì anh em mình thôi anh vẫn còn tìm một con nữa nhá. Vâng vâng. Con nào vẫn còn tìm một xe nữa. Vẫn còn thích xe gì nữa. Vẫn thích xe gì nữa. Dìm biển 31 này, xe này ngày trước đúng rồi không? Mẹ nó là 9 cây vàng. Kinh khủng luôn dìm. Nhưng mà dìm này nó thật ra bác khổ một tí. Đại gia khổ nhưng mà thật sự xứng đáng anh Bình. Chết vì yêu xe. Chết vì nhưng mà anh ơi, mình chơi cái xe cổ nhá, từ những cái tuổi thọ mình được tăng lên anh ạ, bởi vì mình luôn luôn phải hướng về cái quá khứ, phải có quá khứ thì mới có tương lai đúng không? Không có cổ nó ra một con kim đúng không? Cố ơi 75. Không, anh yên chí nhá, này tất cả những ông chơi xe cổ nhá là sống rất lâu, bởi vì là có nghĩa là cái độ chiêm nghiệm mình cảm nhận từ mình sống chậm hơn một chút, mình không theo kiểu mình ở. Thôi để anh sang bên này nhá, 62 hả chú? Vâng, anh sang 62, rồi em xin mic. Vâng, anh xin mic. Vâng. Có ai có nhu cầu cây cối, cây xanh thì liên hệ anh Bình nhá. Bạn anh ấy cho số điện thoại ở trước này đấy. Em biết anh hỏi con biển 35 này mua bao nhiêu tiền rồi? Mua 16 triệu rồi nhá. Bạn ấy vào mình có người cọc cái con xe S này rồi nhá. Đây có người cọc rồi, mình dán lên yên rồi mất rồi. Đấy có dán lên yên là đã có người đặt cọc mất rồi. Con này mình mua 16 triệu rồi nhá. Hai không hai 2021. Biển số 35 Ninh Bình. Cộng 1 triệu là 10. Quá đẹp luôn anh quay xe. Ok anh quay đây. Đại ca đi từ Hà Nam đếm tiền. Thôi chắc là mình cũng xin phép kết thúc live tại đây nhé. Bạn Ngọc Phạm ok. Ok. Cảm ơn tất cả vẫn còn 508 người đang xem nhé. Thì thôi mình cũng xin phép kết thúc live đây, chuẩn bị anh em một cơm nước. Thì cũng các bạn có nhu cầu muốn mua xe hãy đến địa chỉ 52 Chùa Hà nhé, hoặc các bạn hãy liên hệ theo cái số điện thoại trên Facebook đang phát trực tiếp. Và tiếp theo các bạn có những chiếc xe nào mà đẹp, dream, đẹp, phải là đẹp. Mình cũng ưu tiên biển Hà Nội nhá, nhiều anh em là biển ngoại tỉnh, mà cái gì như biển Hà Nội là rất khó. Thế các bạn anh em cứ muốn demo cái gửi ảnh, gửi Zalo cho mình hoặc điện thoại cho mình trước, mình báo giá. Toàn bộ kể các bạn gửi cho hệ thống nhân viên mình sẽ báo giá cho mình là giá là cái xe này khoảng tầm này, thế các bạn đến đỡ mất công. Thật ra cũng như anh em đi xa cũng mất công, mình cũng toàn phải cố đấy, mua cố thì thôi không sao, nhiều lúc anh em nó là đã đam mê. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào, cảm ơn ông anh nhá, đi từ Hà Nam nhá. Ông anh chào mọi người cái đi. Mọi người nhá. An sáng đến 9 giờ đi ô tô lên đây. Vespa. Vespa cũng em khoái. Cái màu nó thích cái kim vàng. Kim vàng đó. mạnh kim. Đây này. Con xe đấy là lỗ mất của gia đình của em mất 10-17 triệu. Mà nằm nhà em mất 2 năm. Nhưng không sao, rất là may bọn em kinh doanh nó không phải vay mượn gì, không phải trả lãi. Bọn em cứ vô tư. Đấy. Xe không bán được vẫn là của mình, không sao cả. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. Anh tắt đi không ạ? Chào nhé. Lần nào chào không bao giờ nhận ra được.